gió. Ba tuần vừa qua là khoảng thời gian đầy sóng gió của Huawei khi các hãng Google, Qualcomm, Intel và ARM lần lượt tuyên bố dừng hợp tác. Theo thống kê 46.000 tin đăng chuyên mục đồ điện tử trên trang chợ tốt, nhiều người lùng sục tìm mua điện thoại Huawei thanh lý với mong muốn mua được những sản phẩm cao cấp với giá cực hời. Tuy nhiên, thực tế, giá trị của những chiếc máy này vẫn không hề thảm hại như nhiều người nghĩ. Thời điểm cuối tháng 5, Huawei gặp nhiều sóng gió người dùng cũng săn lùng điện thoại Huawei cao cấp được thanh lý với giá rẻ. Lượng tìm kiếm Huawei tăng đột biến trong khoảng thời gian sóng gió cuối tháng 5 trừ những dòng cao cấp như P30, P20, PZO, Mate 20 Pro được liên hệ mua nhiều. Số lượng tìm mua những dòng điện thoại khác của Huawei giảm trung bình 30% so với 10 ngày trước. Theo chia sẻ từ kết quả thống kê của chợ tốt, chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi Google tuyên bố chính thức ngừng hợp tác với Huawei ngày 20 tháng 5, số lượng tìm kiếm các dòng điện thoại Huawei trên Google tăng 58%, lượng truy cập tìm mua Huawei tại chuyên mục đồ điện tử của chợ tốt tăng gần 100%, trong đó, nổi bật nhất là ba dòng P30, Mate 20 Pro và P20 PZO. Từ thực tế này, giới phân tích nhận định, chứng tỏ những mẫu điện thoại Huawei hiện nay vẫn có những tính năng công nghệ khiến rất nhiều khách hàng mong muốn được trải nghiệm. Nhiều người hy vọng điện thoại Huawei bị dìm giá để có thể dinh về với giá cực rẻ. Tuy nhiên, thực tế, giá trị của những chiếc máy này không hề thảm như suy đoán của nhiều người. Cụ thể, trên chợ tốt, ở thời điểm đầu tháng 6, mẫu điện thoại cao cấp nhất của Huawei là P30 PZO và Mate 20 Pro vẫn được giao bán ở mức trên 10 triệu đồng. P30 LITE và P20 PZO được giao bán trong tầm năm 10 triệu đồng. Những dòng Huawei đã qua sử dụng có giảm giá sâu nhất bởi tác động của sự kiện 20 trên 5 có thể kể đến là HUA EI -E 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 5 giảm trung bình 30%, 3 nhân dân tệ giảm 25%. Nhiều người đang bán với giá trên dưới 1 triệu đồng. Những dòng điện thoại Honor, thương hiệu con của Huawei chịu ảnh hưởng không ít. Cụ thể dòng Honor 9 và Honor 10 mất giá khoảng 20% so với trước ngày 20 5 Tuy vậy, ngoài những dòng P30, P20, PZO và Mate 20 Pro có số lượt liên hệ tìm mua tăng, số lượng liên hệ trên những tin đăng của những dòng còn lại của Huawei giảm trung bình 35% so với 10 ngày trước. Sau 2 tuần từ khi Google công bố ngưng hợp tác, số lượng điện thoại Huawei đã qua sử dụng chưa qua sửa chữa. Trên chợ tốt tăng khoảng 14% so với 2 tuần trước đó. Một số người đang sử dụng điện thoại Huawei quyết định thanh lý chiếc máy mình đang sử dụng, nếu không mức giá của nó sẽ nhanh chóng chạm đáy. Thực tế, người dùng có thể giữ lại chiếc máy Huawei của mình và sử dụng các dịch vụ Google một cách hoàn toàn bình thường, bởi chiếc điện thoại Huawei đã và đang bán trên thị trường hiện nay do đều đã được Google cấp phép trước lệnh cấm. Theo chia sẻ của đại diện một số hệ thống siêu thị bán lẻ, sau những sóng gió của Huawei, tình hình kinh doanh tiêu thụ các dòng sản phẩm này có sụt giảm ở các mức độ khác nhau, chia sẻ với báo chí. Ngày 13 tháng 6, đại diện một hệ thống bán lẻ thì cho biết, sức mua sản phẩm Huawei trong một tháng qua tại hệ thống giảm khá lớn. Còn đại diện một hệ thống bán lẻ di động khác thì cho biết, sức mua các dòng sản phẩm của hãng này có giảm sút nhưng không quá lớn. Các dòng sản phẩm của Huawei vẫn được bán với giá bình thường như trước đây. Hãng này cũng đã thông tin vẫn tiếp tục cung cấp bản cập nhật. Tuy nhiên do tỷ trọng sản phẩm của Huawei chiếm không lớn nên khi giảm cũng không tác động nhiều và sức tăng của các thương hiệu hãng khác cũng không đáng kể. Hiện các dòng sản phẩm của Huawei đang chiếm khoảng 6% thị phần của hệ thống này. Theo báo cáo của một hãng nghiên cứu thị trường tháng 4 năm 2019, thị phần của Huawei vẫn đang giữ vững ở mức 5,1%, đứng vị trí thứ 4 tại Việt Nam sau Samsung, Oppo và Apple. Với tỷ lệ này, chia sẻ với báo chí, một số cửa hàng cho rằng, việc giảm sút này không ảnh hưởng gây tác động lớn đến thị trường di động việt nam